Hello, xin chào mọi người Thì uh, hôm nay mình đang gặp một cái tình trạng về các bạn sử dụng cái tay chiếc lông ha Có một bạn nhắn tin zalo cho mình thì hỏi là thay cái uh, kính thay cái kính này kính này là để lọc ánh sáng nha lọc ánh sáng 640, trên này nó có ghi nè mình quay camera trước nên nó bị ngược 640 ha cái kính này đã tác dụng nó chỉ để lọc ánh sáng thôi chỉ lập ánh sáng thôi có nghĩa là khi nào mà nó bể thì mình mới thay còn vấn đề của bạn này đang hỏi mình là uh, cái này thay bao nhiêu tự nhiên xong rồi các bạn bạn nó hỏi ủa cái này hết sung thì thay bao nhiêu mà bạn đó bảo là thay cái này cái này không phải là sung nha các bạn trời triệt long á triệt long á thì nó có hai loại một loại là thấu tính kính rời giống như như thế này rút ra rút vô được ha tại mình thay được 480 530 532 với 640 để mình bắn những cái ánh sáng khác nhau còn có một loại tay á, là cái kính trượt lông nó nằm bên trong luôn nó không có chỗ thay thế ha cái này là có nè cái này là không có nè là nó sẽ cố định là tay trượt lông hoặc tay chỉ hóa luôn thì anh khách này á, đang hiểu lầm cái này là sung cái này không phải là sung các bạn cái này chỉ là cái lời cái, 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 lọc thôi còn cái sung á là nó nằm bên trong bên trong cái tay cầm này nó có một cái bóng thì cái đó mới gọi là sung khi nào mình thay thì tùy vào chất lượng bóng tùy vào cái số sót quy định của cái mỗi bóng ha từ một trăm rưỡi đến 200 còn bóng xịn thì 300 500 thì tùy tùy chất lượng tùy số sung của mỗi bóng đó nhiều bạn sử dụng thì cũng nên tìm hiểu mấy, mấy cái này để mình biết nha rồi bây giờ tự nhiên làm trước giờ bốn năm năm làm trong nghề mà mình, bây giờ có anh khách hỏi mình cũng ngã ngửa luôn bảo thay cái này là thay sung mình báo giá cái này cái anh nói vậy khi nào mình em sử dụng hết sung rồi em gửi anh thay ủa gì vậy bé ơi cái này không phải là sung trời ơi khổ ghê luôn á cái này là kính lọc mình nhắc lại một lần nữa đây là kính lọc ánh sáng thôi lọc quang thôi lấy bước sóng ánh sáng để mình điều trị thôi còn cái sung là cái sung nó nằm bên trong nè đó cái đường nhàn vàng á thấy không cái đường nhìn vàng này nè là một cái bóng đèn bên trong cái đó mới là sung nha các bạn làm cũng nên tìm hiểu cái này nha trời ơi <laughs> để không biết rồi bị thay cái này mà tính giá bóng sung hoặc là cái gì đó vấn đề kỹ thuật mình cũng không biết được nên là các bạn nên tìm hiểu mấy cái này nha cảm ơn các bạn bây giờ mình phải nhắn tin giải thích cho anh ấy hiểu thôi sắp này sẽ chứ xin chào và hẹn gặp lại